ngừng đầu lên, ngừng đầu lên, kiểu vươn vai thôi. 1, 2, 3 ngừng mặt lên, ngừng mặt lên rồi đấy đấy rồi. Xoay người, xoay người, xoay người. Xem ảnh với ạ. Đây, yeah, ảnh nghệ thuật ngay mà, yeah, ánh sáng anh xiếc vào nổi hết từng từng viền cơ thể lên nữa mà. Sao mặt em nó cứ tối tối xấu xấu kiểu gì ấy? Tối đâu mà tối, cái này nó là nghệ thuật. Anh đã chụp vào rất nhiều người rồi, ai cũng đều khen anh chụp ảnh đẹp hết ấy. Đây anh nhìn ảnh này tối lắm này, anh chụp lại cho em đi. Tối lắm. Rồi, vậy là các bạn cũng thấy bạn mẫu nữ thì không được thích những tấm ảnh cho lắm. Lý do cũng chính bởi người chụp đã phạm phải một số lỗi mà người chụp ngược sáng thiếu kinh nghiệm vẫn hay mắc phải. Và sau đây là một vài gợi ý để các bạn có những bức ảnh chụp sáng đẹp nhất. Chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn kiểu chụp đầu tiên mà ở 50mm Việt Nam chúng tôi gọi là chụp bóng đen. Với kiểu chụp này, hậu cảnh sẽ đầy đủ chi tiết và sáng rõ, còn chủ thể thì tối đen. Đây cũng chính là một cách để giúp chúng ta tôn được vóc dáng của chủ thể đấy. Để chụp được kiểu này, các bạn có thể để máy chế độ A hoặc M. Khẩu độ thì các bạn hãy nhớ để khẩu từ khoảng F8 cho đến F11. Về ISO, các bạn hãy nhớ để ISO thấp nhất khoảng 100 thôi nhé. Với chế độ A, các bạn có thể cài đặt bù sáng để giảm sáng xuống 1 hoặc 2 stop. Còn với chế độ M, các bạn hãy nhớ tăng tốc độ chụp lên khoảng 1 phần 500 hay 1 phần 1000 nhé. Rồi, anh bắt đầu đi. Anh này ổn hơn rồi anh này. Trông chất nghệ hơn hẳn. Đó, nhìn chưa? Chưa được, anh phải giảm bù sáng nữa. Anh trừ 2 rồi. Anh để hẳn trừ 4 nhé. Rồi, thử đi. Thử ra. Em thấy ổn hơn rồi anh ạ, nhưng sao mặt em hơi tối ấy, em muốn có mặt hơn. Thích có mặt rồi. Thích thì có mặt thôi, chuẩn bị đi anh. Rồi vậy thể theo nguyện vọng bạn nữ, chúng ta sẽ cho bạn những tấm ảnh mà sáng rõ mặt hơn để nhìn thấy bạn là ai. Và với tấm phát sáng này, bạn muốn sáng phần nào chúng ta lại có sáng phần đấy thôi. Để chụp được kiểu ảnh này, chúng tôi khuyên các bạn nên để thông số máy theo những điểm sau. Đầu tiên, hãy nhớ để máy ở chế độ M để có thể thoải mái chỉnh các thông số. Thứ hai, hãy để khẩu to ra nhé, bởi các bạn sẽ cần những background hơi lung linh một chút. Thứ ba, hãy nhớ đo sáng toàn cục cho bức ảnh nhé. Với tấm hát sáng màu bạc này, chúng ta sẽ có ánh sáng trắng. Với tấm hát sáng vàng này, chúng ta sẽ có được những ánh sáng hát lên mặt màu kiểu những tia nắng. Bây giờ chúng ta xong với kiểu chụp thứ hai rồi, các bạn rõ ràng thấy được là tấm mắt sáng này giúp ích cho chúng ta rất nhiều đúng không? Tuy nhiên vẫn còn vài nhược điểm với tấm mắt sáng, đó là chúng ta vẫn phải phụ thuộc vào ánh sáng bên ngoài. Vậy nên sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một kiểu chụp mà chúng ta có thể hoàn toàn làm chủ ánh sáng. Như nào rồi anh ơi? Xem cái. Anh chụp vãi này không trả à? Thử kiểu mới đấy, em có đồ đây. Flash nhá, cầm lấy. Quá. Đợi tí. Đâu? Trigger nhá. Em có cả đèn cho anh. Đẹp rồi. Để chụp được ảnh theo kiểu này, các bạn nên để shutter speed khoảng từ 1/60 đến 1/200, vì flash sẽ không hỗ trợ high speed sync đâu. Về ISO, các bạn hãy nhớ để ISO thấp nhất. Vậy nên ISO để 100 thôi. Nếu như bạn đang dùng flash manual, các bạn hãy thử để đèn ở mức thấp nhất là 1/128 đi. Sau đó cứ dần dần điều chỉnh thử lên 1/64, 1/32 hay thậm chí là 1/16 và 1/8. Đèn cao nha anh ơi.
Và đó tất cả những gì có trong video hôm nay. Chúc các bạn có những bức ảnh chụp ngược sáng thật đẹp nhé. Và sau đây là câu hỏi đố vui của tuần này. Theo các bạn, tấm mắt sáng màu vàng sẽ tạo nên hiệu ứng như thế nào cho bức ảnh của chúng ta? Hãy nhớ trả lời dưới phần comment, thích và chia sẻ video công khai. 5 phần quà từ nhà tài trợ Canon sẽ dành cho 5 bạn có câu trả lời đúng và may mắn nhất. Hẹn gặp các bạn trong video lần sau.